khởi tố bắt tạm giam ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị FLC. Hành vi của ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã đủ yếu tố cấu thành tội thao túng thị trường chứng khoán, quy định tại Điều 211 Bộ Luật Hình sự. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C01 tiến hành điều tra xác minh đối với Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, các cá nhân thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan về hành vi thao túng thị trường chứng khoán, che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra vào ngày 10 tháng 1 năm 2022, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Hành vi trên của Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã đủ yếu tố cấu thành tội thao túng thị trường chứng khoán, quy định tại Điều 211 Bộ Luật Hình sự. Bước đầu ngày 29 tháng 3 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-VP-CQ-CSĐT, các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Quyết, đồng thời tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với các đối tượng liên quan. Các quyết định lệnh tố tụng của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vụ 3 phê chuẩn theo quy định pháp luật.